để trở thành một chú chim bạn chỉ cần kéo một chiếc áo phông quá khổ qua cánh tay và thân mình giấu chân của mình đi để tay của bạn thò ra như những chiếc móng vuốt và tay áo rỗng của bạn sẽ phấp phới như đôi cánh chim đôi bàn tay của bạn bây giờ là đôi chân chim việc còn lại là hãy dùng nó để bám vào một thanh lan can hoặc một nơi nào đó bất kỳ có thể khiến người ta liên tưởng đến những cành cây chụp ảnh tự sướng hoặc ghi hình và sau đó tải lên mạng xã hội với những dòng chú thích vui vẻ. Đó là cách mà những thanh niên Trung Quốc đóng giả là một chú chim và chia sẻ lên mạng xã hội. Đóng giả chim đã trở thành một trào lưu trong giới trẻ Trung Quốc. Vì sao vậy? Tại sao những người trẻ Trung Quốc lại yêu thích hành động này? Tất cả sẽ có trong bản tin ngày hôm nay của DBC. Đặng Hiểu xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục điểm nóng trên kênh DBC. Kính thưa quý vị, từ tháng 10 năm 2021, người dân và chính quyền Trung Quốc từng phải lo lắng trước lối sống Tangping hay còn gọi là triết lý nằm yên, thuận ngữ nằm thẳng hay nằm yên hay cuộc sống 45 độ là những cụm từ được nhắc tới với tần suất cao tại thời điểm đó trên mạng internet Trung Quốc đích thân chủ tịch trung quốc tập cận bình đã công khai lên án lối sống này rằng cần phải ngăn chặn sự trì trệ của các giai cấp xã hội thúc đẩy sự dịch chuyển đi lên của xã hội tạo cơ hội cho nhiều người trở nên giàu có hơn và cải tiến một môi trường mà trong đó có nhiều người đều tham gia tránh việc chỉ nằm yên một chỗ nằm yên và mặc kệ là xu hướng về một lối sống tiêu cực chỉ nằm một chỗ thay vì làm việc và lao động nâng cao năng suất xã hội thay vì cố gắng hướng tới học hành chăm chỉ mua nhà hoặc lập gia đình lối sống này cổ suý cho việc từ bỏ hết các mục tiêu và đơn giản là nằm yên một chỗ một số người cho rằng đó là triết lý chống lại chủ nghĩa duy vật, một số nghi ngờ đó chỉ đơn giản là sự lười biếng, và những người khác lại cho rằng kiểu thái độ chống đối này là hệ quả không thể tránh khỏi khi mọi người đã làm việc quá vất vả và mệt mỏi tới mức họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc buông xuôi. Và sau 3 năm nằm yên, giới trẻ Trung Quốc lại xuất hiện một trào lưu mới, đó là trào lưu giả chim. Trào lưu giả chim trên mạng xã hội một số người trẻ ở trung quốc đang làm giả chim như một cách để đối phó với áp lực công việc học tập hoặc áp lực phải tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp cùng với những thách thức quen thuộc khác đôi khi chỉ đơn giản là thanh niên trung quốc chỉ muốn tạm dừng làm người trong chốc lát để quên đi tương lai mơ hồ không chắc chắn trước mặt giữa bối cảnh toàn bộ nền kinh tế đang ngày càng tăng trưởng chậm lại Vương Duy Hàm, năm nay 20 tuổi, một sinh viên tài chính ở Thượng Hải, người đã giả là một chú chim trong phòng ký túc xá của mình, cho biết rằng chim có thể bay tự do và vô định trên bầu trời. Anh cho biết xu hướng truyền thông xã hội này không đơn giản chỉ là một trào lưu mà sâu trong nó có thể hiện sự khát khao tự nhiên trong mỗi con người về tự do. Nam sinh viên tài chính này chia sẻ rằng, Chim không bị gánh nặng bởi nền kinh tế trì trệ của Trung Quốc, cũng không bị áp lực bởi chi phí sinh hoạt cao và tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt. Chúng không cần phải học hành chăm chỉ hay vất vả tìm việc làm sau khi tốt nghiệp. Ở Trung Quốc, số lượng sinh viên tốt nghiệp vào năm ngoái lên đến con số gần 12 triệu và tăng gấp 4 lần kể từ năm 2004. Các loài chim không cần phải lo lắng về nỗi sợ hãi rằng những năm tháng bùng nổ của Trung Quốc, nơi đã cải thiện cuộc sống của nhiều thế hệ kế tiếp, có thể đã qua. Dòng trạng thái kèm video đóng giả chim của sinh viên họ Vương có nội dung nháy mắt và đã đến tuần 11 rồi, bạn cảm thấy như mình đang nhìn chằm chằm vào thảm họa sắp xảy ra, bạn không thể thoát khỏi nó, không có cách nào để tránh những thứ như kỳ thi và tôi nghĩ bạn thấy hơi tội lỗi và hơi hối hận. Vì vậy, vào lúc nào đó bạn sẽ muốn trở thành một chú chim vô tư lự. Trong đoạn bài đăng này, sinh viên họ Vương ám chỉ đến kỳ thi đang đến gần và học kỳ sắp kết thúc. Sự căng thẳng của sinh viên trước những kỳ thi, xen lẫn, niềm hối hận về những ngày tháng chảnh mạng và giờ phải vất vả nhồi nhét kiến thức. Triệu Vĩ Tường, 22 tuổi, sinh viên ngành sinh học ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, đã đăng tải một bức ảnh được chỉnh sửa kỹ thuật số về việc chính mình dưới dạng một con chim đậu trên đỉnh một cột điện thoại kèm dòng trạng thái. Không họng nữa, không họng nữa, hãy là một chú chim vào năm thứ ba đại học sinh viên này cảm thấy áp lực trước kỳ thi sắp tới sinh viên này đang cân nhắc xem mình có thể vào được chương trình sau đại học về chuyên ngành sinh học hay không vì nếu có được bằng cấp sau đại học cơ hội tìm kiếm việc làm của anh sẽ lớn hơn sức mạnh cạnh tranh của hồ sơ xin việc của anh ấy sẽ cao hơn Tiêu Tường, Giám đốc Bệnh viện Nhân trùng học xã hội Mark Plant tại Đức và là chuyên gia về xã hội Trung Quốc cho biết nhiều người trẻ ở nước này đang trở nên vỗ mộng vì câu chuyện họ được nghe từ khi còn nhỏ rằng họ sẽ có tương lai tươi sáng nếu chăm chỉ học hành. Và điều này ngày càng trở nên khó tin hơn khi nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại chuyên gia xã hội trung quốc này nói rằng họ có kỳ vọng rất cao về bản thân về đất nước trung quốc và về thế giới nói chung và sau đó khi họ tốt nghiệp đại học và khi họ trưởng thành họ lại trở thành nạn nhân của sự suy thoái những người trẻ họ bắt đầu hỏi tại sao tôi lại học chăm chỉ như vậy để làm gì tôi đã hy sinh quá nhiều niềm vui và hạnh phúc khi còn trẻ để đối phó với sự thất vọng này một số người đã áp dụng hình thức nằm im từ vài năm trước hoặc ít nhất họ ủng hộ một cuộc sống yên bình hơn là một cuộc sống được định nghĩa bằng sự phấn đấu và hối hả liên tục họ phản đối bằng những cách nhỏ nhất như việc mặc trang phục thường ngày đi làm thay vì trang phục công sở một số ít đã rời khỏi các thành phố lớn của trung quốc để đến đại lý một thành phố ở phía tây nam được biết đến như một ốc đảo cho những thanh niên bất mãn Xu hướng giả chim là một biểu hiện khác của sự vỡ mộng này và nó giúp những người trẻ tuổi có một khoảnh khắc thư giãn. Các chuyên gia xã hội học cho biết, thông điệp ngầm của xu hướng giả chim này có ý nghĩa là tôi không có bất kỳ lựa chọn nào trong hoàn cảnh hiện tại, nhưng tôi vẫn có quyền tưởng tượng về cuộc sống tự do. Vậy những người trẻ giả làm chim có đạt được cảm giác tự do và thoải mái không? Có thể có và cũng có thể không, nhưng một điều chắc chắn là họ không thể bay và buộc phải quay trở lại cuộc sống thường nhật. Có lẽ vì áp lực của kỳ thi sắp tới, sinh viên tài chính họ Vương cho biết mình giống như một con vẹt cưng bị nhốt trong lồng và dành phần lớn thời gian trên cành cây mà chủ nhân dành cho. Trong khi đó, sinh viên ngành sinh học họ Triệu cho biết, anh cũng nhận thức sâu sắc về giới hạn việc đóng giả chim của mình, nói rằng: "Tôi cảm thấy mình như một chú chim không biết bay, chỉ có thể bám vào lan can và nhìn về phía xa." Đúng như các chuyên gia xã hội đã nhận định, các trào lưu gần đây tại Trung Quốc như việc nằm yên hay đóng giả chim không đơn giản là một trào lưu giải trí vô bổ trên mạng xã hội, mà kỳ thực phía sau nó là một sự thất vọng đáng báo động của thế hệ trẻ trước thực trạng xã hội. Cách đây trên dưới 20 năm, những bậc cha mẹ bằng mọi giá đầu tư cho con mình ăn học để có được chỗ đứng tốt hơn trong xã hội. Vì chính sách dân số lúc bấy giờ, các bậc cha mẹ hầu như phải đặt hết sự kỳ vọng trên vai đứa con duy nhất của mình. Áp lực gia đình, công việc và cuộc sống không chỉ xuất hiện tại thời điểm những thanh niên này đang là các sinh viên đại học, mà nó thậm chí đã bắt đầu từ những bậc giáo dục nhỏ hơn. Điều đáng nói là khi những hậu quả của 20 năm trước đã bộc lộ rõ, thì những sai lầm tương tự vẫn còn đang tiếp diễn. Bỏ qua thực trạng nền kinh tế đang suy thoái, chỉ tính riêng nền giáo dục của Trung Quốc đã có quá nhiều vấn đề. 2.400 phụ huynh học sinh truy đuổi hiệu trưởng, Thưa quý vị, gần đây một số lượng lớn video lan truyền trên internet cho thấy nhiều hành vi lừa đảo khác nhau ở Trung Quốc đã bị vạch trần. Nhiều người dân cảm thấy phẫn nộ khi bị lừa và họ bằng mọi giá tìm cách để bảo vệ quyền lợi của mình. Một sự việc gần đây liên quan đến hoạt động tuyển sinh năm 2024 của trường Kinh tế và Kỹ thuật Quý Châu của Trung Quốc. Theo kế hoạch, trường này chỉ được phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh là 600 học sinh. Tuy nhiên, trường tư thục kinh tế và kỹ thuật Quý Châu đã tuyển vượt quá nhiều học sinh, đến mức 2.400 học sinh nằm ngoài chỉ tiêu tuyển sinh được phê duyệt. Điều này có nghĩa là trường này đã tuyển vượt quá 400% so với quy định. Không còn cách nào khác, nhà trường phải chuyển số học sinh thừa sang ngôi trường khác và đã gây ra khiếu nại bất mãn từ phía 2.400 phụ huynh và học sinh. Đỉnh điểm, hiệu trưởng của ngôi trường này đã bị một học sinh dùng dao dự đuổi đến tận ký túc xá nữ câu chuyện này có thật mà tưởng như đùa sau nhiều năm tăng trưởng nóng nền giáo dục tại trung quốc cũng phải xuất hiện nhiều vấn đề không chỉ những sản phẩm của nền giáo dục là những học sinh và sinh viên cảm thấy áp lực và bí bách với cuộc sống hiện tại mà đến cả những cơ sở đào tạo và trước hết là những người làm công tác giáo dục cũng đối mặt với quá nhiều áp lực một thực trạng không thể chối cãi là càng cải cách càng hô hào khẩu hiệu thì xã hội trung quốc càng có vấn đề và việc người trẻ trung quốc phàn nàn về cuộc sống khó khăn và sự mệt mỏi trong việc mưu sinh càng trở nên phổ biến hết trào lưu nằm yên thì đến phong trào giả chim những người trẻ tuổi trung quốc ngày càng thiếu động lực sống theo nhận định của giới quan sát, tình trạng này khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc nói chung và cá nhân ông Tập Cận Bình rất lo lắng, vì nó có thể trực tiếp gây ra thách thức với hệ tư tưởng giấc mộng Trung Hoa hay mục tiêu về sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Quốc. Bất chấp lo lắng của giới cầm quyền, một người dùng mạng xã hội nói rằng tôi tự tạo ra triết lý sống cho riêng mình và nằm yên là quyết định khôn ngoan của tôi. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương mục điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.